Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lacedo nha. Thì à, trước tiên xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì nhóm người của Thạch Thảo đi đến Thiên Thần Sơn để à, xem cái trận pháp đi ra ngoài giới vực để tránh thoát cái đại họa sắp tới này nè. Thì khi hắn đến đây thì có Liễu thần cũng đến theo nữa nhưng mà chỉ có mình Thạch Thảo biết thôi. Liễu thần đến là chủ yếu xem xét cái trận pháp này như thế nào, cái thứ hai là bảo vệ cho nhóm người của Thạch Thảo luôn. Ừ, thì à, khi đến đây thì Thạch Thảo được ra à, tộc trưởng của Thiên Nhân tộc là ông lão tên là Vân Thanh Hải là già già là ông nội của Vân Hy đó hứa gả Vân Hy cho Thạch Hạo với điều kiện là Vân Hy đồng ý sau khi xong những việc này thì à, Thạch Hạo được sắp xếp ở trong một cái đình viện của thiên nhân tộc khi hắn mới ở có một ngày thôi thì lại bị đám người của kim sĩ đại bằng tộc đến đi gây chuyện rồi cũng đánh nhau một hồi nữa uhm, Diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp tập 97 được mang tên là Thu hoạch khổng lồ của bộ truyện Thế giới Hoàng Mỹ, tác giả Thần Đông, diễn đọc Last Shadow. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bên ngoài quần thể cung điện có một đám người đạp lên cây cỏ mà đến, tay áo theo gió bay bay, tựa như thần tiên cưỡi mây đạp gió mà đi vậy. Không thể phủ nhận rằng, người của Thiên nhân tộc ai ai cũng đều tuấn mỹ cả, trên người bọn họ đều toát lên một loại khí chất rất đặc thù, đặc biệt là đám cao thủ vừa đi tới nơi này, bọn họ đạp lên cỏ hoa mà tới, giống như là thần tiên giáng thế vậy. Tộc trưởng của Thiên Thần Sơn tới, cho nên trận chiến này không thể nào tiếp tục diễn ra được nữa. Ờ, Kim hôn nè, ngươi đến rồi sao Vân Thương Hải âm quyền Về phía Lão Kim Bằng dẫn đầu đám người kia Lão Kim Bằng này chính là tộc trưởng đương nhiệm Của Kim Sĩ Đại Bằng Tộc Ông ta tên là Kim Loạn Thiên Một người có thực lực vô cùng khổng lồ Sâu không lường được Kim Loạn Thiên nhanh chóng ôm quyền đáp lễ Ông ta cười ôn hòa rồi nói <laughs> Thiên thần Sơn Được trận pháp do thần Thánh thời Thái Cổ lưu lại Quả thật là việc đáng mừng Chúng ta đến đây cũng chỉ là hưởng Sái phúc khí của Thiên thần Sơn mà thôi Lời vừa nói xong thì lão liền vung tay áo lên, ngay lập tức có người dùng pháp khí không gian lấy ra vô số thần liệu, khiến cho cả nơi này tràn đầy các loại màu sắc hoa lệ, hào quang chói mắt. Vân Thương Hải nheo mắt nhìn, sau đó liền lộ ra nét mừng rỡ rồi nói. <laughs> Kim hình quá khách khí rồi, ai hưởng sái từ ai chứ khó nói được cả nha. Tu bổ trận pháp cần hơn mười mấy loại thần liệu, thế mà người của Kim Sĩ Đại Bằng Tộc lại mang đến Thiên Thần Sơn tận năm loại. Quả thực là một hành động vô cùng bảo tay mà. Nhìn thấy một khối dương thạch hừng hực, lại nhìn qua lông huyết thổ đỏ rực như lửa, cùng với ba loại thần liêu khác không khỏi làm cho mọi người vô cùng kích động. Không hổ là kim sĩ đại bằng nhất tộc, quả thực là mạnh mẽ kinh người mà. Trong bảo khố lại có được nhiều loại thần liệu như vậy, đúng là cao thâm khó đoán. Thạch hạo loáng thoáng nghe được âm thanh nuốt nước bọt vang lên bên tay, nên nó cũng vô thức sờ vào cái tiểu tháp đang bám vào sợi tóc của mình. Trong lòng nó thì tự nhủ rằng, đây chỉ là ảo giác mà thôi, nhất định chỉ là ảo giác mà thôi. Sau khi chào hỏi Kim Loạn Thiên xong, thì Vân Thương Hải lập tức quay sang quát mắng tộc đệ của mình. Kim Hải nè, người hơi quá phận rồi đó nha, tại sao cứ hết lần này tới lần khác đi tìm bọn họ gây sự vậy hả? Đợi Hương nè, Hương không cảm thấy chúng ta quá hèn nhát hay sao? Đám người bọn họ hiện đang ở thiên thần sơn của chúng ta, thì bọn họ có quyền đưa ra điều kiện hả? Cứ bắt hết bọn họ lại thì cũng chẳng có gì là không được cả. Vân Kim Hải âm trầm nói Đủ rồi Nếu còn tiếp tục như vậy Không sao làm cho lòng người ngủ lạnh hay sao đây Dù sao chúng ta chỉ muốn sửa chữa trận pháp Để nhanh chóng trời khổ nơi này mà thôi Những việc còn lại không cần quán nhiều làm cái gì Vân Thương Hải nói Không sai Tốt nhất là trời khỏi nơi này càng sớm càng tốt nha ta cũng muốn nhìn xem thử Thượng giới là nơi như thế nào Kim bằng tộc và truyền thừa hoàng mỹ Có nằm ở ngoài đó hay là không có một vài truyền thuyết nói rằng một số vị tiền bối của tộc chúng ta dựa vào sức mạnh kinh thế của mình mà đang lâm vào thượng giới. Kim Loạn Thiên cũng mở miệng nói. Ở thượng giới nhất định tồn tại đạo thống của thiên nhân tộc chúng ta, ta cũng muốn đi cầu đạo, trở về với tông môn của tổ tiên. Vân Thương Hải than thở, ông ta vô cùng ngóng trông. Đứng ở bên cạnh, hạ Thạch Hạo chấn động không thôi. Thượng giới cuối cùng là một nơi như thế nào đây? không ngờ nơi đó lại tồn tại rất nhiều sinh linh cùng đạo thống vô thượng, hơn nữa có vẻ như nơi đó hoàn toàn khác với nơi này. <laughs> Cho dù là thượng giới có tồn tại tông môn của chúng ta đi nữa, thì việc tìm kiếm nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Hay là đến lúc ấy chúng ta vượt giới thành công, đăng lâm vào thượng giới, thì hai bộ tộc chúng ta cùng nhau hành động, cũng như có thể chiếu câu lẫn nhau lúc khó khăn mà. Dân huynh thấy ý kiến này được không vậy? Kim Loạn Thiên đưa ra đề nghị, không sai, chúng ta vừa đăng lâm vào thượng giới, nhất định là gặp không ít nguy hiểm đâu. Cho nên là trước khi tìm được tông môn, thì việc chúng ta liên thủ cùng nhau là một ý kiến không tồi đó nha. Vân Thương Hải gật đầu, tỏ ra vẻ đồng ý. Huỳnh xem, đứa cháu trai này của ta như thế nào hả? Kim Loạn Thiên kéo Kim Vân Đằng lại trước mặt Vân Thương Hải rồi hỏi. Không thể không nói Kim Vân Đằng quả thực là rất anh Tuấn, tuổi trẻ tài cao, khí chất suốt trần, lại có tu vi kinh người, ngạo thị quần hùng, quả thực là một vị tuổi trẻ chí tôn. Quả thực là một trang tuấn kiệt nha, tuổi trẻ lại có tu vi kinh người như vậy rồi, đúng là hiếm có đó, tương lai rất có hy vọng trở thành thần á. Vân Thương Hải chăm chú đánh giá Kim Vân Đằng một hồi, rồi cho ra một lời nhận xét như vậy. Nếu như chúng ta để cho nó cùng với dân hy cách thành đạo lửa, thì Huynh cảm thấy có được không vậy ha? Kim Loạn Thiên cười hiếp mắt rồi nói. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, nhị ngốc tử hiếm khi thu lại cái bộ dáng hả hê của mình. Nó vẫn chưa tỏ thái độ hay làm ra hành động quấy rối nào mà chỉ nhìn về phía thạch hạo thôi. Nó nhỏ giọng nói. Nếu là một nam nhân chân chính thì không thể nhịn được. Người của kim sĩ đại bằng tộc đều là có thân hình cao lớn, tóc vàng như thác, khí vũ hiên ngang. Đặc biệt là kim vân đằng lại càng xuất chúng hơn, khôi ngô tuấn tú, anh tư vĩ đại, quả thực là chuẩn nam nhân lý tưởng của mọi cô gái mà Vân Hy thì càng không cần phải nói, mỹ lệ không chút tỳ vết, dáng người thước tha, trên người của nàng tử y pháp phới, không nhiễm bụi trần, tựa như là tiên tử hạ phàm vậy. Nếu như hai người này cùng đứng ở cạnh nhau, thì quả thực là như một đôi tiên đồng ngọc nữ vậy. Thạch Thạo lập tức bước sang một bước, ở dưới chân có phù văn màu vàng lóe lên, thể hiện ra áo nghĩa chí cao của bằng tộc. Đây là một hành động vô cùng tự phụ khi dùng bộ pháp của bằng tộc để lướt đi. Rõ ràng là nó cố ý khiêu khích người của bằng tộc đây mà trong nháy mắt nó đã tới bên cạnh của vân hy rồi nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ trắng loáng như ngọc của vân hy sau đó nó hướng về phía của đám người bằng tộc mà tuyên bố đây là vợ của ta thạch thảo ra tay quá bất ngờ khiến cho vân hy không kịp phản ứng khuôn mặt của nàng lập tức đỏ bừng lên nàng không ngừng ra sức hất bàn tay của thạch thảo ra khỏi bàn tay của mình người của kim bằng tộc đều đờ mặt cá ra sau đó bọn họ đều muốn phát điên lên nó quả thực là một quá kiêu ngạo mà muốn gây hứng ư bên này có ý muốn cùng thiên thần sơn kết làm thông gia thì bên kia nó lại họ hét rằng vân Hy là vợ của mình đến cả người của thiên thần sơn cũng ngạc nhiên không thôi rất nhiều người ngơ ngác nhìn nhau tên nhóc này cái gì cũng dám nói cả Em bạn nhỏ này cứ thích nói đùa ha một vị trưởng lão của kim bàn tộc cố gắng kiềm nén tức giận rồi nói mau buông tay ta ra vân hi nhỏ giọng nói hay gò má đỏ rực cả lên nàng không muốn bị người khác nhìn thấy mình bị thạch thạo nắm lấy tay Ta nhìn giống như đang nói đùa lắm hả? Thạch Thảo hướng về vị trưởng lão kia rồi nói, sau đó lại nhỏ giọng nói với Vân Hy. Đừng có lộn xộn nữa, Coi chừng làm ảnh hưởng đến con của chúng ta đó. <laughs> Kim Vân Đằng dáng vẻ hờ hững, đang xoay người chuẩn bị quay về chỗ cũ, thì nghe được câu nói của Thạch Thảo, suýt chút nữa là phun ra một ngụm máu rồi. Lúc hắn còn ở Hoàng Đô Hỏa Tộc, thì từng nghi ngờ qua tình cảm của hai người này rồi. Lúc đó Vân Hy ôm lấy cánh tay của Thạch Thảo, rồi từ chối lời đề nghị của Kim Bằng Tộc, khi đó hắn còn có thể duy trì trạng thái thông dong trấn định nhưng với tình hình hiện tại thì hắn không thể nào giữ được bình tĩnh được nữa rồi <laughs> người của kim bằng tộc lập tức phất tay áo xoay người rời khỏi khu cung điện này người của thiên nhân tộc liếc nhìn thạch thạo rồi quay lại nhìn vân hy với ánh mắt vô cùng quái dị bọn họ là thiên nhân tộc được người đời xưng là chủng tộc hoàng mỹ nhất thế nên cho dù là yêu thích một vị nhân tộc đến mức độ nào đi nữa cũng không thể nào qua loa làm chuyện người lớn nhanh như vậy được chứ Vừa nãy Vân Hy tức giận đến mức cứng cả người ra, lúc này nàng cũng đã bình tĩnh trở lại nên lập tức hất tay của Thạch Thạo ra rồi trách mắng nó một phen. Nàng vẫn còn rất tức giận và xấu hổ không thôi. Nè, đừng có xúc động vậy chứ, người trước tiên bình tĩnh lại cái đã. Thà Thạo lập tức buông tay Vân Hy ra, rồi đi về phía nhị ngốc tử, rồi nói. Rõ ràng là chúng ta nắm giữ sức mạnh tuyệt đối mà, lại là người nắm phần lý về tay của mình nữa, thì tại sao lại để mặc cho cái đám người của kim bằng tộc diễu võ dương oai trước mặt của mình được chứ nhị ngốc tử cũng gật đầu rồi nói người nói quả thiệt là không sai đó Ta quyết định rồi lập tức xóa tên cái đám người kim sĩ đại bằng tộc ra khỏi danh sách được phép bước lên trận pháp kia ta phải để cho bọn họ quay về cái tổ chim của mình ở hoang vực mà chờ chết đi như vậy cũng không được đâu làm gì phải biết chừa cho người ta một con đường sống chứ không nên đuổi tận giết tuyệt như vậy thạch thảo nói rồi nó nở ra một nụ cười nhỏ hướng về phía nhị ngốc tử đưa ra một ý kiến hay là chúng ta lập tức thông báo đến các ngọn thần sơn khác số người được phép bước vào trận pháp của mỗi một bộ tộc là có hạn cho nên bất cứ tộc nào muốn mang thêm người bước vào trận pháp thì lập tức phải khiêu chiến người của kim sĩ bằng tộc chỉ cần đánh bại được một người của kim sĩ đại bằng tộc thì chúng ta sẽ cấp thêm cho bọn họ một suất bằng tộc đảm nhiệm công việc trấn thủ lôi đại người thủ lôi đại thất bại thì sẽ bị xóa tên khỏi danh sách bước vào trận pháp luôn tiểu tộc người đang muốn đi tìm chết sao Vân Kim Hải lạnh giọng quát, huyết thống của ông ta có một nửa là của bằng tộc, cho nên tức giận thay cho bằng tộc. Không phục sao? Vậy ta cũng cho ngươi đi thủ lôi đài luôn vậy? Thạch Hảo liếc nhìn ông ta rồi tiếp tục nói. Việc có tu bổ trận pháp được hay không là do chúng ta quyết định chứ không phải do các ngươi, cho nên ta muốn cho ai bước vào trận pháp thì cho, ông không có quyền để mặc cả với chúng ta. Người của thiên nhân tộc lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, Tên nhóc con này có cần phải làm như vậy không? Nếu thực sự phải làm như vậy thì đúng là quá ác độc với kim sĩ đại bằng tộc rồi. Một bóng người cao ráo chậm chậm bước đi xung quanh cái ngọn thái cổ thần sơn này, phóng tầm mắt tới chín tầng trời. Tuy rằng viễn siêu thế gian nhưng cũng chất chứa vô tận tan thương cùng cô độc. Bóng người đó không phải là ai khác mà chính là liễu thần. Ngọn núi này, con sông này, Các thiên địa này nữa, cuối cùng cũng sẽ tan thành mây khối mà thôi nàng nhẹ giọng thì thầm. Đối với sự phân tranh của thiên nhân tộc, kim bằng tộc và những đại cường tộc khác thì nàng cũng không thèm để ý tới. Mà chỉ một mình nàng cất bước đi dạo trên thiên thần sơn mà thôi, bởi vì nàng nhìn thấy dấu chân của một người. Người đó là một vị thiên kiêu từng đứng sừng sững ở thần đạo đỉnh phong, Chí cao vô thượng, được mệnh danh là tồn tại cấm kỵ. Ai cũng đều cho rằng y đã chết khi còn quá trẻ, thế nhưng ở tại thiên thần sơn này lại có dấu tích của y để lại ở bên trên một nửa khối đá có lưu lại một nửa dấu chân rất mơ hồ nhưng mà liễu thần từ trên dấu chân đó có thể nhận ra được đây chắc chắn là dấu chân của người đó để lại chẳng lẽ đây là do người đó trong lúc bị thương lưu lại hay sao đây chỉ là cảm giác mà thôi một loại trực giác vô cùng nhạy cảm trong mắt của liễu thần xuất hiện từng tia ánh bạc kèm theo hỗn độn nhìn xuyên qua dấu ấn mà bước chân kia để lại sau đó rất nhiều cảnh tượng xuất hiện trong mắt của nàng Trường pháp thái cổ là do ngươi lưu lại Nhờ vào nó mà ngươi mới thoát chết được Hay là ngươi giống chưa hề rời đi Mà vẫn còn sống ở trong vực này Ai... Sống mắt của liễu thần chuyển động Như là muốn nhìn xuyên qua toàn bộ hoang vực Để tìm kiếm người đó vậy Nàng rất muốn gặp lại được người kia Lại của người nói là thật hay không vậy? Một âm thanh vang dội được truyền đến từ cuộn thể cung điện kia cương giả của chân hống tộc đã đến đám người của chân hống tộc phát ra khí tức rất khủng bố thực lực kinh thiên bọn họ đang dò hỏi thực hư lời của thạch thảo đã nói người hỏi chính là một vị thiếu niên chưa tới 20 tuổi bên ngoài thân được bao phủ bởi một tầng ánh sáng toàn thân như được đúc từ đồng thau gã tuy còn trẻ rất trẻ nhưng đã được phong vương rồi là một cường giả liệt trận cảnh thực thụ bọn họ tuyệt đối là một cường tộc sánh vai với kim sĩ đại bằng tộc tổ tiên của bọn họ cũng là một hung thú cấp thiên thời thái cổ bọn họ không phải chỉ là con cháu của hung thú cấp thiên thôi mà còn có thuần huyết của chân hống nữa, cho nên có sức uy hiếp khắp cả hoang vực này. Nói theo một cách khác thì bọn họ chính là những tồn tại đỉnh cao ở hoang vực này. Đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, cho nên không có một ai cam nguyện đi trêu chọc vào bọn họ cả. <laughs> đúng vậy, chỉ cần bất kỳ ai có thể đánh thắng một con kia bằng thì ta sẽ cấp thêm cho người đó một suất. Thạch Thảo cười nói, Hồng Thiên liếc xéo Thạch Thảo rồi nói. Như vậy bọn ta chẳng thà tóm cổ và bắt ép ngươi cùng với con chim ngu ngốc kia không được sao? Lúc đó muốn bao nhiêu suất thì có bấy nhiêu thôi. Ngươi nhìn ta giống loại người dễ bị bắt nạt lắm hả? Dù là kim sĩ đại bằng thì cũng bị ta bắt làm đồ nhắm rượu đó. Vậy ta sợ đám người các ngươi được sao? Thạch Thảo chẳng hề nể nang rồi nói. Sở dĩ bọn ta chưa trở mặt với đám già đó là vì muốn mượn tay của đám người các ngươi hành hạ đám đó một phen mà thôi. Ngươi quá thật đức mà. Mắt của Hống Thiên lập tức trợn trắng lên, Tuy rằng nó nói khó nghe như thế, nhưng sao lại dễ làm thân như thế này chứ? Kỳ thực thì hắn cũng chẳng ưa thích gì kim sĩ đại bằng tộc cả, cho nên cảm thấy cái tên nhóc hỉ mũi chưa sạch này thật là dễ mến. Sau đó người của Thanh Loan tộc cũng đến nữa, bọn họ và Thiên Thần Sơn có quan hệ rất thân thiết, bằng không thì năm đó sẽ không liên thủ cùng nhau đi đoạt tạo hóa bên trong tổ cung bằng rồi. Tuy nhiên những người này chẳng có chút hảo cảm gì với Thạch Hạo cả, nếu không phải bọn họ phát hiện ra chuyện kia thì phóng chừng đã động thủ từ lâu rồi có không ít người ở trong đám này muốn tiêu diệt tên thiếu niên nhân tộc này. sau đó không bao lâu thì lại có thêm 6 bảy chục tộc thuần huyết đăng lâm vào thiên nhân tộc. năm xưa họ đều được quy vào hàng ngũ thần ma, tất cả đều từng xuất hiện qua cường giả cấp thần. À, nhóc con kim dân tiêu mau lăn ra đây cho ta, để ta xem thử trong hai năm qua ngươi có tiến bộ được thêm chút nào hay không. Hồng thiền đột nhiên quát lên, khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. ai cũng không ngờ rằng hắn lại muốn động thủ với tu sĩ của kim bằng tộc. Đâu? một ông lão của hống tộc quát lên ông ta vô cùng mạnh mẽ vẫn chưa hóa thành hình người toàn thân lóng lánh ánh đen khí tức khủng bố trong lúc ông ta quát lên thì hàng loạt phù văn đồng thời hiện lên quanh thân như là một quần sáng rực khiến cho ông ta tựa như là một con thú thần vậy ở phía xa xa thạch hạo nhìn ông ta mà nước miếng chảy dài đây là một con khắc hống thuần huyết hiếm thấy vô cùng nếu như có thể lột da hoặc là móc nguyên thủy phù cốt trên người của lão này ra thì đúng là phát tài rồi Bác con Tưởng ta là đồ ăn hay sao mà nước miếng chảy dài như vậy hả Ông lão của hống tộc kia tức giận không thôi à, Không phải đâu Tiền bố nhìn lầm rồi đó Ta tuyệt đối không có chảy nước miếng mà à, Chẳng qua ta cảm thấy ngày dạy dỗ con cháu có phần không đúng lắm nha Tại sao không cho phép hắn đi khiêu chiến vậy Có đến chết thì thạch hạo cũng không dám thừa nhận Các cường giả của những bộ tộc khác cũng trừng mắt với nó Bởi vì bọn họ đã sớm phát hiện ra gan của tên nhóc này không hề nhỏ Ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên người của tộc trưởng của bọn họ lại còn chảy nước miếng nữa chứ quả thực là vô liêm sĩ mà không lâu sau đó một tiếng hót của chim đại bằng vang lên trung trời lông vũ màu vàng bay tán loạn cường giả trẻ tuổi kim vân tiêu của bằng tộc bị người khác đánh bại ở phía sau núi nửa cái mạng gần như đã mất đi bị người trong tộc khiêng trở về dốc còn không thiên ngươi lại dám ra tay sao ông lão kia lại tiếp tục quát mắng hắn <laughs> Hồng Quân quả nhiên là một vị anh hùng hào kiệt chân chính nha, vậy y theo lời ta nói đi, tặng thêm cho huynh một suất nữa, Tới lúc đó huynh có thể tùy ý dẫn theo một người nữa tiến vào trận pháp kia rồi." Thạch Thảo cười cười rồi nói, Đúng. Hồng Thiên đạt được lời hứa hẹn của Thạch Thảo, liền ngoan ngoãn quay về gặp tộc trưởng mà im lặng lắng nghe bị chửi. Sau đó bên trong mấy cường tộc lớn khác, có không ít người nhảy ra khiêu chiến, đánh cho đám Kim Bằng tộc bị trọng thương không ít người hiển nhiên đám người đó đều nắm chắc phần thắng trong tay cho nên mới dám nhảy ra khiêu chiến chỉ mới có một ngày đi qua mà sắc mặt của đám người kim sĩ đại bằng tộc ai nấy đều tái xanh cả mặt tuy rằng người bị thương không nhiều lắm nhưng đối với bọn họ mà nói đây đúng là một chuyện khó có thể chấp nhận được tình nhóc này quá thì kiêu ngạo mà tưởng rằng kim sĩ đại bằng tộc chúng ta không dám tiêu diệt nó hay sao một lão già sắc mặt âm trầm nói còn vì phần của thạch thảo thì nó đã sớm quên chuyện này đi rồi nó chỉ nhìn không vừa mắt cái đám bằng tộc mà thôi Cho nên mới cố ý làm ra nháo sự như vậy Mà nó hiện tại đang vùi đầu vào trong đại nghiệp trận pháp rồi Mà các loại thần liệu do kim bằng, chân hống, thanh loan Và các đại tộc khác mang tới thiên thần sơn quả thực là rất nhiều Có thể chất thành cả một ngọn núi nhỏ, ống ánh sáng rực Thực sự là mê người Ở bên tai của thạch thạo thỉnh thoảng có một vài âm thanh đầy mê hoặc vang lên âm thanh đó không ngừng dụ dỗ thạch thạo là chỉ cần trộm lấy một phần nhỏ trong cái núi thần liệu đó đưa cho nó thì nó sẽ cho thạch thạo một lần trợ giúp không được đâu rất may thạch thạo vẫn rất tỉnh táo từ chối thẳng thắn lời đề nghị của tiểu tháp không có bị lời nói của nó làm cho mê hoặc thần liệu đang ở ngay trước mắt chỉ cần đưa nó cho ta là ngươi có thêm một lần cơ hội yêu cầu ta ra tay ngươi thật sự muốn bỏ qua hay sao cốt tháp từng bước từng bước dụ dỗ Cuối cùng Liễu Thần đi tới bên Thạch Hạo rồi liếc mắt nhìn Tiểu Tháp một cái mà không hề nói gì. Việc này khiến cho Tiểu Tháp ngượng ngùng không thôi. Nó cảm thấy đi dụ dỗ một thiếu niên quả thực là không hay ho gì. Thiên Thần Sơn có cái gì đó không ổn lắm đó. Các người mau chóng rời khỏi nơi này đi. Liễu Thần truyền âm nhắc nhở Thạch Hạo cùng với nhị ngốc tử. Lời Liễu Thần vừa nói ra khiến cho cả hai người chấn động trong lòng. Bọn họ biết rõ Liễu Thần mạnh mẽ biết bao, cho nên lời nói của đàn rất là đáng tin cậy. Hai người đều gật đầu biểu thị biết rồi vật liệu còn thiếu ba loại nữa các người mau chống thu gom đi nhị ngốc tử lên tiếng nói đúng vào lúc này thì ở phía sau núi truyền đến một tiếng rít gào có kim sĩ đại bằng bay lên phía sau nó có một con toa nghê đang truy đuổi theo sấm chớp rền vang đại chiến vô cùng kịch liệt có một ít tán tu đã tới bọn họ nghe được thông tin bằng tộc đang thủ lôi chỉ cần đánh bại được một tên kim sĩ đại bằng là có thể bước vào trận pháp vượt giới kia chính vì thế mới phát sinh xung đột thạch hạo đời ra nó vốn tưởng rằng sẽ không ai không nể mặt bằng tộc mà đi khiêu chiến cùng lắm là có một ít tên tiểu bối chạy ra làm loạn mà thôi thật không ngờ lại xuất hiện một đám ác độc như vậy tuy con toan nghê này không phải thuần huyết nhưng mà lại cưỡng ép tấn cấp lên tung giả cảnh cho nên thực lực vô cùng khủng bố nó đè lên một con kim bằng rồi đánh túi bụi khiến cho lông chim bay tán loạn ánh vàng chối lội kết quả là con toan nghê kia giành được thắng lợi cuối cùng toàn thân thi điện chập chờn hiển nhiên bị thương không nhẹ suýt chút nữa đã bị phế luôn rồi cho rằng bạn tộc chúng ta dễ bị ức hiếp hay sao một ông già sắc mặt âm trầm nói sát khí tỏa ra khắp nơi ngoại trừ kim vân tiêu là bằng tộc thuần huyết bị đánh bại ra thì toàn bộ những con bị đánh bại khác đều là bán huyết cả không một ai dám khiêu chiến các thành viên trọng yếu của kim bằng tộc dù sao bọn họ cũng là chủng tộc cấp thiên kia mà bất quá tình trạng như thế này cuối cùng cũng thay đổi mấy vị tộc trưởng của các cường tộc lớn cũng đã đưa ra lời cảnh cáo tới các bậc hậu bối của mình yêu cầu bọn họ không được phép làm chuyện sàng bậy nữa mà Thạch Hạo cũng chẳng so đo làm gì nữa, bởi vì nó không có thời gian đi quản mấy chuyện này. Liễu Thần lần nữa truyền âm yêu cầu nó nhanh chóng rời khỏi nơi này, thậm chí đến cả tiểu tháp cũng nói như vậy nữa. Người mau chống được cái hậu tía kia cho bọn họ đi Ta cảm thấy cái trận pháp này có gì đó rất quái lạ đó Cẩn thận cô trần trọc đến nhân quả cực lớn đó Đây là lời mà Liễu Tháp nhắc nhở Thạch Thạo Đồng thời Tiểu Tháp diễn biến phụ văn giúp Thạch Thạo Có thể nhìn thấy được một ít huyền bí bên trong khi nhị ngốc tử sử dụng thần liệu để bù đắp cho trận pháp khiến cho nơi này vọt lên một luồng khí thế không tên. Mà ở trên một tảng đá cách đó không xa thì vết dấu chân được in ở trên đó hiện lên càng ngày càng rõ và chân thực hơn. Đang kêu gọi một vị tồn tại cấm kỵ, nếu như trận pháp được tu bổ hoàn toàn thì khó mà nói được sẽ phát sinh chuyện gì. Tiểu tháp ngưng trọng nói. Người đó là ai chứ? Thạch thảo hỏi, tiểu tháp lắc đầu, nói ra dấu kêu thạch thảo hãy đi hỏi liễu thần ấy. Bởi vì bản thân của nó vốn không đầy đủ, bị mất đi mấy tầng tháp, cho nên rất nhiều ký ức cũ bị mất đi. Liễu Thần à, nơi này sẽ có nguy hiểm sao? Thạch Hạo hỏi, nếu như đúng thực là như vậy thì việc tu bổ trận pháp này còn có ý nghĩa gì nữa sao? Tu bổ hay không tu bổ thì Vân Hi cùng tộc nhân của mình cũng đều có chung một kết quả là chết mà thôi. Thiên nhân tộc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu, có thể bọn họ sẽ thành công rời khỏi nơi này, bởi vì chủ nhân của tòa trận pháp này có quan hệ rất mật thiết với Thiên nhân tộc, cho nên bọn họ sẽ không có việc gì đâu nhưng những bộ tộc khác thì rất khó nói kết quả sẽ như thế nào liễu thần trực tiếp giải thích ở phạm vi xung quanh trận pháp không ngừng vọt lên từng tia sáng rực vô cùng thần bí ngoại trừ liễu thần cùng với tiểu tháp ra thì không một người nào khác có thể thấy được cả Thà Thạo nhờ vào thần thông của tiểu tháp cho nên mới có thể nhìn thấy được nó lập tức cảm nhận được một luồng khí tức thần bí đồng thời nó còn nhìn thấy được dấu chân ở xa xa kia tựa như lúc nào cũng có thể xuất hiện một người đạp phá bầu trời mà giáng lâm xuống vậy Thạch Hạo kinh sợ không thôi, nó cảm thấy việc bản thân mình bất hòa với một vài sinh linh thuần huyết chẳng là cái đinh gì so với chuyện này cả. Trước một sự việc bí ẩn to lớn như thế này, việc bất hòa với đám người kia chẳng để nó bận tâm tới nữa. Thế là sao? Hoàng vực rốt cuộn có cái gì mà lại khiến cho một ít tồn tại cấm kỵ giáng lâm xuống, lại khiến cho một đại nhân vật thiết lập ra một bố cục như thế này? Cuối cùng vực này có đồ vật gì mà có thể hấp dẫn được bọn họ? Nó có một dự cảm rằng hoang vực lập tức sẽ trở nên hỗn loạn, có lẽ đúng như lời liễu thần đã từng nói lần này đại loạn sẽ không giống với những lần trước đây có lẽ sẽ phá vỡ hết mọi thứ đã diễn ra ở quá khứ đi thôi không nên gây thêm nhân quả gì tới nơi này nữa chặt đứt hết mọi liên hệ với nơi này thôi tiểu tháp mở miệng nói nó thừa sức làm chuyện đó bởi vì nó có một vài thủ đoạn nhỏ dùng để tiêu diệt hết thảy nhân quả điều này hoàn toàn nằm ngoài tất cả tính toán của thạch thạo nguyên bản nó còn muốn làm một vố lớn ai ngờ đâu lại nhận được nhắc nhở rằng không nên ở lại nơi này quá lâu nó thậm chí còn dự định hợp tác với những ngốc tử để đi thu lộ phí qua đường từ mấy cường tộc lớn kia. Theo ý của nó thì ai muốn bước vào trận pháp kia thì trước tiên phải giao ra tiền lộ phí cái đã rồi mới được vào. Chỉ tưởng tượng tới viễn cảnh đó thôi thì nó đã chảy nước miếng ròng ròng rồi. Nào ngờ đâu, việc này lại không thể thực hiện được. Chiếu theo tình hình hiện tại thì bọn nó phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới an toàn được. Vù một tiếng, đột nhiên rung động không tên xuyên thấu qua tiểu tháp rồi truyền đến Thạch Hạo, khiến cho nó cũng chấn động theo không hiểu vì sao nó lại cảm thấy toàn thân vô cùng lạnh lẽo. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó thức thành hỏi. Đại kiếp nạn sắp bắt đầu buông xuống rồi." Tiểu Tháp khẽ nói. "Tại sao những người kia lại không cảm nhận được mà ta lại có thể cảm nhận được?" Thạch Hạo vô cùng chấn động, đồng thời trong lòng nó tràn đầy nghi vấn, bởi vì ta đang ở trên người của ngươi, cho nên ngươi mới có thể thông qua ta mà cảm nhận được nó." Tiểu Tháp bình tĩnh giải thích. Thạch Thảo cảm nhận được là tiểu tháp không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của nó. Tựa hồ nó cũng đang nâng cao cảnh giác. Rõ ràng tiểu tháp cũng nhận lấy áp lực không hề nhỏ. Không lẽ đại kiếp nạn lần này làm cho nó cảm thấy căng thẳng như vậy sao? Người cũng đang lo lắng sao? Thạch Thảo dò hỏi. Thì vù một tiếng, con mắt của Thạch Thảo đau đớn vô cùng. Nó nhìn thấy ở phía trên bầu trời có một vệt sáng xẹt qua. So với sấm chớp còn muốn chói hơn nữa, cực kỳ chói mắt. Đó là cái gì vậy? Nó có chút sốt sắng, thần sắc nghiêm túc hỏi Có đại năng của thượng cổ đang thăm dò Đó là dịch nước không gian Phạm nhân căn bản không thể cảm ứng được Người do thông qua ta cho nên mới cảm nhận được nó Tiểu tháp cực kỳ nghiêm túc giải thích Trời cao bao nhiêu, xa đến mức nào Khi còn bé Thạch Hạo thường mơ ước rằng Tương lai sẽ có một ngày nó tung hoành ngang dọc Ngạo thị khắp cả thiên địa này Cho đến hôm nay thì nó đã làm được rồi Đồng thời nó cũng nhìn thấy thế giới này to lớn đến nhường nào bầu trời xa không thể chạm tới tất cả đều vượt qua sức tưởng tượng của nó cuối cùng nó vẫn chỉ là có thể ngước nhìn trời đất mà thôi ở phía trên cái vùng thiên địa này còn có sự tồn tại của thượng giới nữa đó là một nơi như thế nào không lẽ là nơi ở của thần linh hay sao thạch hạo hỏi tiểu tháp nhưng chỉ nhận được sự trầm mặc thôi nó lại quay sang hỏi liễu thần cuối cùng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu tại sao lại như vậy chứ nó có thể cảm nhận được sự không đành lòng từ hai người này Hoàng vượt sẽ như thế nào đây? Tại sao khi nhắc tới thượng giới thì tiểu tháp và liễu thần lại chỉ hồi đáp lại như vậy thôi? Tiểu tháp nè, cái vết nước không gian kia xuất hiện dài lần rồi và còn có ánh sáng chói lòa như vậy. Ngươi không cho rằng sẽ có thứ gì đó rơi xuống từ nơi ấy hay sao? Có muốn đi cướp đoạt hay không vậy? Thạch Hạo ngây ngô hỏi. Tiểu tháp không thèm để ý tới lời nói của nó, vẫn treo ở trên sợi tóc của Thạch Hạo. Nó bình tĩnh cảm ứng cái luồng khí tức ở trên vòm trời kia. Liễu thần, người số cuộc là tỷ tỷ hay là đại thúc vậy? thạch hạo lại tiếp tục luyên thuyên nó nhìn về bóng người mông lung không cách nào nhìn rõ ràng được kia khi giao tiếp với thạch hạo thì liễu thần cũng chỉ dùng tới thường niệm truyền âm mà thôi cho nên không hề dựa vào âm thanh mà phán đoán được là nam hay là nữ liễu thần cũng không hề trả lời mà chỉ báo cho nó rằng mau chóng đem trả chiếc hộ tí kia sau đó lập tức rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt không nên trì hoãn thời gian nữa đồng thời nàng cũng truyền âm cho khổng cầu kỷ kêu nó mau chóng chuẩn bị mọi thứ à lát nhắc lại cái nha khổng cầu kỷ là tên của nhị ngốc tử đó tiếp tục nha nếu cứ rời đi như vậy thì thật sự không cam lòng mà chạy tới nơi này đi giao trả pháp khí của thần linh mà lại chẳng thu được lời lãi gì cả cả đám sinh linh cấp thiên này thực sự là keo kiệt quá đi mà thà Thảo cầu nhau tính tình trẻ con của nó lại nổi lên rồi thế nhưng người xoắn suýt nhất hiện tại lại là nhị ngốc tử ban đầu nó chỉ muốn đi tu bổ trận pháp sau đó tranh thủ nhìn mộng lan một chút thế mà hiện tại liễu thần lại muốn nó phải mau chóng rời khỏi nơi này <laughs> mộng lan khi nào nào mới chịu xuất quan đây khổng cầu kỹ đi tới đi lui cực kỳ gấp gáp toàn thân của nó vốn trọc lóc lại rất khó hóa thành hình người cho nên nó không muốn đi gặp lại cái vị hồng nhan năm xưa nhưng hiện tại nó được liễu thần trợ giúp khôi phục lại dung mạo năm xưa cho nên đã đổi ý muốn đi gặp nàng ta sau nhiều năm phân ly thì hiện tại nó đã quay về thiên thượng sơn lần nữa khiến cho lòng nó có một cảm giác rất khó nói thành lời veo một tiếng giống như là có tâm ý tương thông phía sau núi có một luồng linh quang vọt lên tận trời kèm theo sương mù mịt mờ nhanh chóng tràn ra sau đó là một tiếng ngâm khẽ tựa như phượng hót trên chính tầng trời. Hơ, mộng lan xuất quan rồi. Vương Thương Hải kinh ngạc. Cũng trong lúc đó, một vài nhân vật lão bối của các đại tộc khác lộ ra sắc mặt khác thường. Năm xưa cô gái này là một mỹ nhân tuyệt đại khiến cho vô số người theo đuổi. Đến cả nhân vật hung hăng như kim loạn thiên của kim sĩ đại bằng tộc cũng phải chú ý tới chuyện đang phát sinh phía sau ngọn núi. Con người màu vàng kim của hắn không ngừng lưu chuyển thần quang tựa như là khôi phục lại một chút vui vẻ ông lão của hống tộc lập tức hóa thành hình người. Ông ta cũng chẳng hề ngại ngùng khi thấy người khác nhìn mình mà chỉ cười ha hả không thôi. Dạ dạ nè, tại sao con cứ cảm thấy như người đang hồi xuân vậy nha? <laughs> Hồng Thiên trêu ghẹo. Cái thằng nhóc thúi này, người mau lăn chỗ khác cho ta. Ta chỉ muốn gặp lại một vị cố nhân mà thôi. Đừng có mà đón mò lung tung nha. Lão hống uy hiếp. <laughs> dạ dạ cứ yên tâm Con bảo đảm với người khi về tới nhà Sẽ không nói bất cứ cái gì cho tổ mẫu đâu chỉ cần gia gia cho con một cái hồ lô triệu thần là được rồi <laughs> hống thiên cười hì hì rồi nói chú thích nha tổ mẫu là bà nội tiếp tục thằng nhóc con này tộc trưởng hống tộc hống vọng trừng mắt nó một cô gái đạp lên cầu vòng mà tới quần áo tung bay theo gió nàng ngơ ngác nhìn khổng cầu kỹ đi thôi liễu thần mở miệng nói khổng cầu kỹ chấn động không lẽ do liễu thần đã ra tay giúp đỡ mở ra phong ấn ở phía sau núi để cho mộng lan xuất quan sau nó cũng hơi đoán được một đôi chút huynh đến đây để gặp mặt muội hả cô gái khẽ nói đồng thời có hai hàng nước mắt lăn dài trên má nàng rất xinh đẹp xem chừng chỉ khoảng ba mươi mấy tuổi mà thôi tóc mây vấn cao đoan trang mà xinh đẹp hôm nay hai người gặp lại nhau khiến cho nàng kinh ngạc và đau buồn pha lẫn sự vui mừng khôn cùng đúng vậy huynh đã trở về rồi Nhờ sức mạnh của liễu thần giúp cho khổng cầu kỹ khôi phục lại dung mạo và giọng nói vốn có của mình. Lúc này âm thanh của khổng cầu kỹ vô cùng dịu dàng. Ta thật sự không thể nào chịu nổi khi nhìn thấy người khác khóc mà. Gặp lại nhau không phải nên vui hay sao chứ? Tại sao lại còn khóc sướt mướt vậy chứ? Thạch hạo nhỏ giọng cầu nhau. Nhóc con như người thì biết cái gì chứ? Mẫu lăng chủ khác cho ta. Hiếm khi nào thấy những ngốc tử thu bạo như vậy, nó cốc thẳng vào đầu thạch hạo một cái. Sau đó nhanh chân đi về phía trước Nắm lấy tay của Mộng Lan Mùi ở đây chờ Huynh đã nhiều năm rồi Mùi vẫn tin rằng một ngày nào đó Huynh sẽ quay về đây tìm mũi mà Vân Mộng Lan gào khóc Khiến cho nước mắt lan xuống làm mờ cả hai mắt Năm xưa khổng tước đại tôn giả Khuế động nên vô tận phong vân Uy phong lẩm lẩm Thế nhưng hôm nay tu vi mất hết Nhưng lại quay lại Lần thứ hai gặp người mình thương Cả hai người nắm tay nhau đi về phương xa Sắc mặt của Kim Loạn Thiên rất phức tạp Nhưng cuối cùng vẫn cứ lắc đầu thở dài một tiếng lão tộc trưởng của hống tộc là hống vọng cũng thở dài một tiếng sau đó ông ta gãi gãi đầu rồi nói chúng ta lại bị ném qua một bên nữa rồi con khổng tức khủng ác này vẫn đáng ghét như năm xưa mà đến cả tiểu tháp cũng thở dài khiến cho thạch hạo khó hiểu không thôi tâm tình của tiểu tháp không hề có chút ti dao động nào cả nó chỉ nói với thạch hạo rằng nếu như có một ngày nào đó mà vũ trụ nổ tung trời đất đảo ngược thế gian chỉ còn lại một mình ngươi ngươi tuy rằng vô địch trên trời chứ đất nhưng nhìn lại sau lưng chẳng còn một ai Tất cả chỉ còn là hồi ức mà thôi Hồng nhan bạc đầu Trở về dưới các bụi Toàn bộ bạn bè đều chết dần theo năm tháng Ngủ say trong mộ đất Đến lúc đó người sẽ có tâm cảnh như vậy thôi Người đang nói cái quái gì vậy Thạch Thảo vò đầu bức tốc rồi nói Nếu người đủ kinh diễm Thì nhất định sẽ có một ngày lâm vào tình cảnh như vậy thôi Cả thế gian to lớn vô tận Nhưng lại không thể tìm thấy được một vị cố nhân nào mà chỉ có đại đạo vô tình bầu bạn cùng thôi Tiểu tháp cực kỳ bình tĩnh nói tiếp Nếu như ngươi chỉ là một kẻ tầm thường vô danh Thì đương nhiên chẳng đủ tư cách để đi cảm thụ cái sự câu quạnh kia hơn đâu Nối nặng lung tung Thạch thạo trách mắng tiểu tháp Đồng thời nó dùng ngón tay búng tiểu tháp một cái Quả thực là liều lĩnh mà Năm tháng dài chẳng chẳng Có lẽ sẽ xuất hiện một kẻ như vậy Một mình hắn tồn tại tới năm tháng nhìn xuống dạng cổ Duy nhất chỉ có thần đạo bầu bạn cùng Liễu thần nói Hay liễu thần Xin đừng có hù dọa con vậy chứ Tha thảo kinh hoảng mà nhảy dựng lên <laughs> Cũng chẳng phải nói người đó là ngươi Thì ngươi sợ cái quái gì chứ Tiểu tháp cười nhạo nói Trên đời này nếu như thật sự có một người kinh tài tuyệt diễm như vậy Thì ngoại trừ ta ra Thì còn có ai khác nữa đâu chứ Hùng hài tử vẫn như xưa Nó thủy chung vẫn là đứa tự kỷ quá mức Tự tin và tự kỷ luôn tồn tại song song trong bản tính của nó rồi. Này nè, mà còn có biện pháp gì để cứu giãn tình hình không vậy? Thạch Thảo cuốn cuồng hỏi. Có. Liễu thần khẽ nói. Nàng nhìn về phía chân trời mà nói. Ở phía trên bầu trời này vẫn còn một thế giới khác nữa. Hả? Thạch Thảo tiếp tục truy hỏi, thế nhưng cho dù liễu thần hay là tiểu tháp cũng không thèm trả lời nó. Hiển nhiên là do thực lực của nó còn kém quá xa, có nói ra thì nó cũng không thể nào hiểu được cả hai đều im lặng không nói gì đặc biệt là liễu thần lại biến mất lần nữa đám người thạch thạo chỉ còn biết chờ những ngốc tử trở về mà thôi nó nhàn nhã bước tới chỗ của mấy vị tộc trưởng kia nó không tim không phổi nở một nụ cười nó khách sáo với vân thương hải trưng ra bộ dáng vô cùng thật thà biểu thị rằng nó sẽ đưa thần linh pháp khí trả lại cho bọn họ vân thương hải làm sao dám xem thường thạch thạo chứ từ miệng cháu gái của mình ông ta biết được ở sau lương tên nhóc này có một vị tồn tại chí cao và đáng sợ không cách nào tưởng tượng được Tối thiểu ông ta biết được không có cách nào bức người kia hiện thân ra trước mặt mọi người. Cho dù bản thân Thiên Thần Sơn có không ít pháp trận thần linh nhưng vẫn không thể nào làm được. Chuyện này quả thực là đáng sợ mà. Thạch Hạo rất khiêm tốn, đầu tiên là nó tỏ ra vẻ rất ấy nấy, sau đó lại lấy pháp khí thần linh ra trả lại cho bọn họ. Chỉ là nó mấy lần cố tình giả bộ há miệng ra như muốn nói cái gì đó nhưng lại không tiện mở miệng mà thôi. Anh bạn trẻ này có gì muốn nói hả? Phải chẳng đang gặp chuyện khó khăn gì sao? cứ việc nói ra đi cho ta nghe xem thử coi. Vân Thương Hải tỏ ra độ lượng rồi nói, đối phương cũng đã chủ động trả lại pháp khí thần linh cho mình rồi, cậu còn không được nữa là, huống chi sau lưng đối phương còn có một đại thần chống lưng, ông ta chỉ sợ đối phương không chịu hé miệng nói ra mà thôi. Thật Ai... Thực ra thì mấy cái trận pháp ở thôn của ta được một nát hết cả rồi, ta muốn tu bổ lại nhưng ngặt nổi lại không có nguyên liệu. Thạch Hạo tỏ ra vẻ ảo não rồi nói, À, chuyện này thì dễ thôi. Chút nữa ta sai người dẫn anh bạn nhỏ đến bảo khu của thiên thần Sơn để lấy một ít nha. Đến lúc đó anh bạn nhỏ cứ thoải mái mà lựa chọn nha. Vân Thương Hải phức phức tay vô cùng phóng khoáng rồi nói. Dược liệu bình thường không được đâu. Tất cả trận pháp ở thôn của ta đều là những trận pháp cấm kỵ cả, cho nên phải cần đến thần liệu mới có thể tu sửa được thôi. Thạch Hạo ủ rũ nói. Vân Thương Hải lập tức lão đảo cả người, tí nữa là té lăn ra đất rồi. Tên nhóc này quả thực là đang sử dụng công phu sư tử ngoạm mà Thần liệu đâu phải dễ tìm như vậy chứ Đến cả bảo khố của bọn họ Cũng chỉ có được một ít mà thôi Nếu không thì bọn họ cần gì phải liên hợp với Các thần sơn khác để thu gom cho đủ chứ Điều này Chúng ta cần dùng thần liệu Để đi tu bổ truyền tống trận thái cổ nữa E rằng không đủ dùng Cho nên khó có thể đưa cho anh bạn nhỏ được rồi Vân Thương Hải nói Ông ta sợ rằng đây là ý của Cái vị thần linh chống lưng cho Thạch Hạo À, không sao, mỗi một loại thần liệu ta chỉ cần một ít mà thôi, dù sao thôn của ta cũng không có lớn cho lắm mà. Da mặt của Thạch Thảo quả thực là rất dày, nếu lột da mặt của nó ra đi làm trống thì tuyệt đối không thành vấn đề. Vân Thương Hải vẫn còn do dự không quyết, nếu quả thực đầy lý của cái vị thần kia thì không thể từ chối được. Không nên đắc tội với người đó, cho nên ông ta quyết định tìm mấy người khác đi cùng nhau thương lượng. Trên thực tế thì việc tu bổ trận pháp không thể nào dùng hết tất cả thần liệu ở đây được. Chỉ là những thần liệu này có giá trị vô cùng to lớn, Ai sẽ nguyện ý đưa cho người khác sử dụng chứ? Quả nhiên khi Vân Thương Hải mở miệng đưa ra ý kiến như vậy, thì tất cả mọi người đều nhanh chóng lắc đầu. Đặc biệt là Kim Bằng Tộc, bọn họ liên tục cười lạnh, thiếu chút nữa là chạy tới tìm Thạch Thảo để tính sổ rồi. Sự tình đến mức này rồi, thì Vân Thương Hải không thể không nói ra một ít ẩn tình ở bên trong. Ông ta nói cho bọn họ biết rằng đang có một vị thần linh đang ẩn thân ở nơi đây. Hơn nữa còn là một vị thần linh vô cùng đáng sợ. Những cường tộc cấp thiên này đều hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin được. Sau đó bọn họ rất bất mãn với việc Vân Thương Hải không thông báo cái tin tức này cho bọn họ biết sớm hơn, nếu như sớm biết có chuyện này, dù cho có 10 lá gan đi nữa thì Kim Bằng tộc cũng không dám đi khiêu khích đám người Thạch Hạo rồi. Vân Kim Hải thì càng khó coi hơn, ông ta có huyết thống nửa bằng nửa thiên nhân cho nên luôn luôn tự phụ. Lúc trước ông ta thua dưới tay của nhị ngốc tử vẫn cảm thấy không phục, cảm thấy rất quái lạ, hiện tại nghĩ lại thì sống lưng trở nên lạnh lẽo. Mắt của Thạch Hạo đảo qua đảo lại liên hồi, nó nhìn chằm chằm vào đám người Vân Thương Hải. Khi nhìn thấy sắc mặt của bọn họ thì nó đã đoán ra được một ít chuyện mà bọn họ đang trao đổi rồi. Khóe miệng của nó suýt chút nữa có nước miếng chảy ra. Thạch Thảo lập tức chạy hùng hục tới, ra vẻ vô cùng thần bí rồi nói: "Nè mấy vị tiền bối nè, ta nói cho các vị nghe một chuyện bí mật nha. Kỳ thực á là có một vị đại nhân nhờ ta mượn các vị ít thần liệu đó." Mọi người nghe nó nói như thế thì khiếp sợ, quả nhiên là như vậy mà, bọn họ không khỏi chấn động trong lòng, hai mặt nhìn nhau rồi lần lượt gật đầu đồng ý với yêu cầu của Thạch Thảo thời khắc này không chỉ hùng hải tử điên cuồng nuốt nước miếng mà đến cả tiểu tháp cũng như vậy tựa hồ đang rất là hưng phấn không chịu an phận treo ở trên sợi tóc của thạch thạo à, anh bạn nhỏ nè ngươi cần bao nhiêu loại vậy vân thương hải dò hỏi ít nhất cũng phải là mười mấy loại mới được á thạch thạo liên tục chỉ vào các loại thần liệu do mấy đại tộc đem tới dĩ nhiên là nó muốn mỗi loại một ít rồi thạch thảo nói xong khiến cho mấy lão già kia choáng váng mặt mày thân thể lắc đưa không thôi việc này đúng là quá tàn nhẫn với bọn họ mà tim bọn họ như đang chảy máu ra vậy hey, tốt nhất là nên mượn thêm một ít tài liệu bình thường nó mới được đó chỉ có thần liệu thôi thì không thể nào tu sửa được cả dù sao thì mấy trận pháp ở trong thông ta đã bị hư hại quá nhiều rồi phải sửa chữa toàn diện mới được thạch Thảo e dè ngượng ngùng nói mấy lão già kia nghe xong như thế thì cảm thấy ấm ức vô cùng tên nhóc con này sao lại thiếu đạo đức như vậy chứ cái bộ mặt cười cười ngượng ngùng kia nhìn sao cũng thấy rất là ti tiện mà trong lúc tiểu tháp đang liên tục nuốt nước bọt thì thạch hạo lấy cái túi càng khôn ra bắt đầu vơ vét thần liệu đã không làm thì thôi một khi làm là làm cho thật tàn nhẫn lấy đi gần như một nửa số thần liệu đang có ở đây khiến cho mấy lão già kia cuốn cuồng cả lên bọn họ nhanh chóng ra tay ngăn cản thạch hạo lại nếu không thì nó sẽ lấy hết mất thấy bọn họ phản ứng như vậy nên thạch hạo đành cười ngượng ngùng mà thu tay lại vò vò đầu tỏ ra vẻ không tiện à, vậy tiền bối của bạn tộc nè vị đại nhân sau lưng của ta có nói là ngài ấy muốn tế luyện một cái chiếc quạt ngủ cầm đó nhưng mà hiện tại lại thiếu mất một cộng nguyên thủy chân vũ của kim sĩ bằng tộc ờ, không biết tiền bối có thể giúp cho ngài ấy một chút không vậy thạch hạo lại tỏ ra vẻ thẹn thùng mà hỏi nói thật chủ nhân của bằng tộc là kim loạn thiên hiện tại vô cùng khó chịu ông ta rất muốn bắt lấy cái tên nhóc con ti tiện luôn nở nụ cười ngượng ngùng này rồi điên cuồng đánh vào mông của nó đánh cho đến khi mông nó nở hoa ra rồi mới giết chết nó con người của kim loạn thiên trở nên sắc bén những lúc nháy mắt đều tỏa ra kim quang khiếp người nhìn lên nhóc con trước mắt mình lão nuốt cơn tức giận xuống chứ không hề ra tay lão sợ gặp phải cái vị thần linh ở phía sau tên này đối với bằng tộc đây là một báu vật một con kim bằng có thực lực khủng bố cả đời cũng chỉ có thể thay ngán ra một chân vũ không kém gì nguyên thủy phù cốt mà thôi cả ngọn tổ sơn cũng chỉ có tầm ba bốn chiếc được niêm phong ở trong bảo khố bởi vì không phải là lão tổ kim bằng nào cũng lưu lại cả đồng thời năm tháng đằng đẵng qua đi cũng đã tiêu hao đôi chút rồi à, đã tả kim tiền bối trước nha Thạch Thảo tỏ ra vẻ ngại ngùng, trong mắt Kim Loạn Thiên cái vẻ mặt này cực kỳ đáng ghét, tên chuyên gây họa này muốn ăn đòn mà. Kim hôm nào hay là quên đi, dẫn đó tôi là quý đó, nhưng nếu sợ so chứ việc vượt giới thì cũng chẳng đáng là gì. Nếu như đã tiến vào thượng giới thì thần liệu và kỳ trân nào mà chẳng tìm được chứ. Vân Thương Hải âm thầm khuyên bảo, lão già của hống tộc cũng gật đầu tiến tới an ủi, nhưng điệu bộ lại như đang cười trên nỗi đau của người khác vậy. Điều này khiến cho Kim Loạn Thiên càng ngày càng khó chịu. Cuối cùng Kim Loạn Thiên trầm mặt xuống rồi lại gật đầu Sai người quay về thần sơn bàn tộc Lấy chân vũ Đương nhiên người được sai đi phải là nhân vật quan trọng Nếu không thánh vật có cấp độ như vậy Ở trong tộc không phải người thường có thể lại gần À tiền bối nè Đi tới trường tống trận thôi Chúng ta nhanh chân chút đi Đại kiếp nạn sắp tới rồi á Thời gian không có chờ chúng ta đâu Thạch hạo có ý tốt mà nhắc nhở <laughs> Kim Loạn Thiên hừ lạnh đầy nặng nề Rồi phải bỏ tay áo rời đi dù biết phía sau đó có một vị thần linh nhưng cũng không khiến sắc mặt của lão tốt hơn được. Sau đó Thạch Thảo thảo luận với đám hỏa linh nhi, cứu đầu sư tử, tử điêu, nói cho bọn họ biết tính chất nghiêm trọng cùng với sự gấp gáp trong việc đại kiếp nạn lúc nào cũng có thể giáng xuống này. Mấy người này đều căng thẳng, không còn tâm trí nán lại nữa, cuối cùng muốn trở lại tộc đi truyền tin, chuẩn bị tốt công cuộc ứng kiếp, một hồi bảo táp cực lớn chuẩn bị ập tới rồi. Huynh không đợi hoang dục hả? Sư tử chính đầu kinh ngạc nhìn Thạch Thảo, nó cùng với đám hỏa nhà đã quyết định rồi, trong tộc không có tôn giả nên cũng không cần thiết rời đi. Bởi vì đám đời sau của thiên nhân, kim bằng, chân hống toàn là sinh linh cấp thiên. Nếu như bọn nó vượt giới với cái đám người này mà không có tôn giả dẫn đầu thì rất là nguy hiểm. Thạch Hạo gật đầu rồi nói. Um, ta không muốn rời đi. Cha mẹ và cả người thân của ta đều chưa tìm thấy nữa. Họ không đi thì ta cũng không thể đi được. Ngươi không đi. Hỏa Linh Nhi cặp mắt sáng như nước nhìn nó. Thạch Hạo gật đầu, nó đã quyết định rồi thạch hào im lặng hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau hỏa tộc của nhân vật cực kỳ mạnh mẽ ví dụ như là nhân hoàng hiện giờ có pháp lực cực cao trong đại kiếp nạn sẽ gặp phải nguy hiểm tột cùng vậy sẽ lựa chọn như thế nào đây chỉ có thể rời đi nhờ trận pháp thái cổ này thôi nhưng nếu bước vào trận pháp này thì hơn nữa nàng phải đi theo cứ thế rời đi tiến vào thượng giới thì có thể là một cơ duyên vô cùng to lớn nhưng vì sao lại không muốn bởi vì ở đây còn có một vài người còn có một vài việc khiến cho nàng khó mà quên được trên núi một truyền tống trận hiện lên hào quang, một con kim sĩ đại bằng lăng không mà bay vào rồi từ từ đáp xuống. Bên dưới gã nhanh chóng hóa thành hình người, trong tay gã còn có một chiếc hộp đá được niêm phong bởi một tờ giấy. Đa tại bằng tộc tiền bố nha. Thạch Hạo hì hục chạy tới, dáng điệu ngại ngùng, gã mang cái hộp đá tới, nhìn thấy cái điệu bộ này của nó thì rất muốn phang ngay chiếc hộp đó vào mặt của nó. Cái tên hùng hài tử, tên nhóc bỉ ổi vô liêm sỉ đầy đáng ghét, đây chính là ý nghĩ của mỗi một thành viên trong bằng tộc. Thành Thảo kéo tờ giấy niêm phong ra, một chuỗi ký hiệu sáng lên rồi nhanh chóng bùng cháy. Tờ giấy đã ú vàng đó bị đốt thành tro bụi, mật chú bên trên cũng mất đi hiệu lực rồi. Nó cẩn thận mở chiếc hộp đá ra, trong lòng vô cùng kích động. Đây là chiếc thứ ba rồi, nó đã chiếm được chân vũ thanh loan, còn có cả chân vũ chu tước, cách mục tiêu này càng ngày càng gần rồi. Một vệt sáng vọt tới, sau đó cả trời đều là ánh vàng, cứ như là một ngọn bảo tàng được mở ra rực rỡ đến cực điểm khiến người khác không tài nào nhìn thẳng vào được đây chính là một chiếc bằng vũ màu vàng dài một mét ký hiệu thần bí được ẩn dấu ở bên trong lưu chuyển tạo ra những gợn sóng kinh người tựa như có tiếng bằng hót chấn động cả trời cao thạch hạo cầm lấy chiếc chân vũ nhẹ nhàng vung một cái hư không rung lên tạo ra những tiếng vù vù mây vàng đầy trời tan vỡ cứ như là ánh sao lấp lánh tan về bốn phía ai nấy cũng kinh hãi không thôi đồng thời kèm theo đó là một luồng sáng to lớn vàng ống giống như là kiếm khí mà lại giống như là ánh điện lực công kích kinh thế thể hiện ra sự mạnh mẽ và mãnh liệt của bằng tộc quả là thứ tốt mà thạch hào lẩm bẩm đây chẳng kém gì nguyên thủy phù cốt cả chỉ sử dụng như vậy thôi mà cũng đã trở thành binh khí không tầm thường rồi chứ đừng nói tới chuyện luyện thành quạt ngũ cầm như trong truyền thuyết không riêng là nó ngay cả tộc nhân của kim bằng cùng với cường giả của thiên nhân chân hống đều đỏ cả mắt vật này có thể đưa cho người ngoài sao lúc bình thường đều được dùng để luyện chế bảo cụ bí mật trong tộc thôi thạch hạo đóng cái hộp đá lại rồi cất nó đi gật đầu đầy hài lòng sau này có khả năng sẽ luyện chế ra được một pháp khí chấn động thiên hạ rồi loại bảo phiến đó vừa xuất hiện chỉ cần hơi vung lên cũng đã khiến cho dãy núi thành tro sông lớn bốc hơi uy năng vô cùng khổng cầu kỳ trở lại cũng không biết nó đã nói cái gì với vân mộng lan hai người này đứng chung một chỗ vô cùng thản nhiên cứ như đã trải qua cơn đau khổ trong cuộc đời và nhiều năm sau mới được gặp lại vậy ta muốn ở lại đây nhị ngốc tử nói ra một câu như vậy thạch hạo ngạc nhiên rồi nói ngươi không biết tình huống nghiêm trọng thế mức nào hả khổng tước tôn giả năm xưa nhị ngốc tử hiện tại gật gật đầu rồi liếc nhìn vân mộng lan hiển nhiên nó muốn ở cùng với nàng muốn cùng đồng sinh cộng tử với nhau ngươi nên biết ở thượng giới cùng với nơi đây tràn đầy tính bất ngờ lành dữ khó liệu đó thạch hạo nhắc nhở không biết làm sao mà liễu thần lại hợp tác cho bọn nó và tặng cho hai người này một cành liễu màu vàng kim vô cùng đặc biệt. Đây cũng không phải là màu xanh biếc như thường lệ. Trước khi trận pháp mở ra, người có một cơ hội mang theo một người trở lại thạch thôn. Khổng tước tôn giả liền thay đổi sắc mặt, rồi cực kỳ biết ơn và quay về nơi hư không hành đại lễ. Người khác không nghe thấy, không nhìn thấy nhưng lại đoán được vị trí của cái vị thần thánh kỳ hiển linh. Mộng lần, huynh từng đề cập tới cái vấn đề hùng ước giúp tên nhóc này đó. Nhị ngốc tử chỉ về thạch thạo rồi nhìn về phía Vân Hy đứng cách đó không xa. Mộng Lan nói nhỏ với Vân Hy, nàng vô cùng tức giận với việc sắp xếp của cha của mình năm đó, dẫn đến việc nàng phải chia cách với khổng cầu kỳ. Thiếu chút nữa cả đời không thể gặp lại nhau cho nên nàng mới hỏi dò Vân Hy. Sao? Khuyên tai Linh Tê, con đã cho nó rồi hả? Vân Mộng Lan kinh ngạc nói. Dạ không phải, là cái tên tiểu tặc đó cướp. Vân Hy hơi bối rối. Thiên nhân tộc đều kinh ngạc. Bởi vì sau khi trưởng thành, những cô gái của thiên nhân tộc sẽ được mang khuyên tai linh tê và đây sẽ là tính vật để đính ước. Khuyên tai linh tê của Vân Hy đã cho Thạch Thảo mấy năm về trước rồi. Ta hiểu rồi, vậy chuyện này ta sẽ làm chủ cho con. Vân Mộng Lan gật đầu. Tổ cô nè, không phải như người nghĩ đâu. Vân Hy giải thích nhưng làm sao có thể nói cho rõ ràng đây. Năm đó đã bị cái tên hùng hài tử này dùng miệng cướp đi khuyên tai ống ánh này. Chuyện này không cách nào mở miệng được huống gì trước đó nàng cũng không biết sự quan trọng của cái khuyên tai này mãi cho tới gần đây thì mới biết rõ huynh trưởng nè huynh cũng nghe rồi đó mấy năm trước khuyên tai linh tê đã được dân hy tặng cho người ta mụ tin lần này huynh sẽ không làm khó hai người trẻ tuổi này đâu hả vân mộng lan nhìn đại huynh của mình vân thương hải cười khổ cháu gái của mình nói quá đơn giản khuyên tai linh tê bị mất lão cảm thấy khuyên tai này cũng không phải là do cháu gái mình tự tay tặng có thể giờ vân mộng lan nói như thế thôi nhưng bên trong còn có vẻ tức giận nàng vẫn còn hận mình vì chuyện năm đó, việc này có thể từ chối nữa sao? Lão chỉ biết ho khan một tiếng thôi. Được rồi, cứ như vậy đi. Thiếu niên, người nếu đã đạt được khuyên tai linh tê thì sau này có thể tới cầu thân. Vân Mộng Lan quyết đoán lên tiếng. Tu sĩ của các tộc Kim Bằng, Thanh Loan, Chu Hống đều ngạc nhiên. Thần nữ Vân Hy nổi danh nhất Thái Cổ Thần Sơn đã đính hôn rồi, sao dễ dàng như vậy chứ? Đặc biệt là đám trẻ tuổi thì không ngừng kêu rên, ánh mắt cầm tức nhìn thạch hạo, hận không thể nhào tới cắn xé nó ra thành từng mảnh các ngươi nhìn cái gì hả ta không có đi thượng giới đâu mà cũng không biết ở trên thượng giới có thiên tài vô liêm sĩ nào không nữa thạch Thảo nói hả còn đâu cái gì vân thương hải liếc mắt nhìn nó hả à, không có gì đâu lão gia tử nè nếu đó là người một nhà rồi á thì cho ta thêm một chút vật liệu nữa đi ngoại trừ thần liệu ra thì ta cũng cần những cái bảo liệu khác để tu bổ trận pháp của thôn mình nữa thạch Thảo nói nó đã sớm nghĩ thông rồi Đừng nói là nữ thần, cho dù là nữ thiên thần thì đã làm sao, bị ngăn ở hai giới thì có lợi ích gì chứ. Giờ có thể vác thẳng về thung, hoặc nàng tự nguyện ở lại, không đi thượng giới nữa. Trời mới biết thượng giới là một địa phương thần bí như thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Với tài năng và tướng mạo của Vân Hy thì những tổ môn huy hoàng đầy cổ xưa đó sẽ xem là đối tượng lý tưởng nhất để làm thông gia rồi. Cái thằng nhóc này! Vân Thương Hải nghe nó lẩm bẩm thì tức giận phun tay áo rời đi. Nhưng sau cùng thì lão cũng cho nó lấy một đống bảo liệu khiến cho rất nhiều người trong thiên nhân tộc mê tích cả mắt lại, không ít người phải nhíu mày. Các vị tiền bối nè, ai có còn thần liệu nữa không vậy? Hoặc là cho ta một chiếc chân vũ nguyên thủy cũng được nữa. Khi đó ta sẽ nói khổng tức tôn giả truyền dạy trận đồ cho các vị tiền bối. Sau này ai cũng có thể tu bổ trận pháp này. Thạch thảo thả mồi một câu. Nhưng mà vào lúc này, những cường giả các tộc đều đang thảo luận với nhau. Chẳng ai thèm để ý tới nó cả. Mười mấy loại thần liệu nó đã lấy đi gần nữa rồi. Vậy mà còn muốn kiếm chát nữa hả? Mơ đi. Thà Thảo ngượng ngùng rồi ôm quyền dùng lời nói ở trong giang hồ để tạm biệt. Hê, hey, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, ngày khác ta và các vị sẽ gặp nhau ở thượng giới. Vợ đẹp nè, cố gắng dưỡng thai cho tốt nha. Đi chết đi. Cuối cùng Thà Thảo và đám cửu đầu sư tử lên đường, mượn nhờ trận pháp nơi này để rời đi về bộ tộc của mình. Với đại thần thông của liễu thần, tự nhiên không cần trận pháp của bảy thần sơn này, cứ thế mở ra một thông đạo để nó rời đi. Việc này khiến cho đám cường giả của các tộc phải biến sắc. Bỗng nhiên hư không vặn vẹo, thông đạo trở nên không ổn định, nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng gì tới an toàn của bọn nó cả. Dù sao có liễu thần ở đây, thông đạo là do nó mở ra. Xung động không thôi, một luồng khí tức dũng mãnh tựa như có thể đánh nứt cả hư không ập tới. Hào quang lóe lên, bọn nó bước ra từ thông đạo, nhìn thấy tình cảnh không thể nào tưởng tượng nổi. Một móng vuốt to lớn từ lòng đất nhô lên rồi đạp tan từ mây trên trời cao thứ này to lớn và cổ xưa cứ như là bị chôn vùi dưới lòng đất vô tận năm tháng móng vuốt đó chỉ còn khung xương kèm theo vẻ tang thương của năm tháng vừa nãy là do thứ này làm ảnh hưởng tới sự ổn định của thông đạo lúc này cách thạch hạo gần mấy ngàn dặm mà thôi lúc này thạch hạo vô cùng thất kinh móng vuốt này vô cùng to lớn có thể bao trùm cả trời cao nó đã từng nhìn thấy rồi năm đó một mình rời khỏi thạch thôn thạch hạo đi tới biên giới phía tây thạch quốc để rèn luyện trong lúc cưỡi độc giác thú thì từng thấy qua cái móng vuốt khổng lồ này rồi cũng trong lúc này, trên vòm trời có ánh sáng chói mắt xẹt qua, đó chính là khe hở hư không, có người của thượng giới đang thử phá tan giới bích này. Chiếc móng vuốt này vô cùng to lớn, nó có màu xám đen phủ kín cả bầu trời, từng đám mây ở trên cao đều bị đánh tan, toàn bộ dãy núi cũng phải rung rẩy, mặt đất nước toát ra. Lữ thần ạ, à, đó là cái gì vậy? Thạch Thảo hỏi, một luồng khí tức khó nói tràn ra cứ như là một con thú khổng lồ từ hồng hoang thức tỉnh vậy thời khắc này toàn bộ đại hoang trở nên yên tĩnh hết thể chim thú hay là sâu kiến đều lo sợ thiên địa tĩnh lặng tới mức ghê rợn cứ như rơi vào vực sâu đầy ma quái thời thái cổ những âm thanh thường ngày đều biến mất cả cảm giác ngột ngạt tột cùng chợt bao phủ cả núi rừng mênh mông này thứ này còn sống sao tiểu tháp lẩm bẩm tỏ ra vẻ nghi hoặc liễu thần trở nên nghiêm túc nhìn chăm chăm về nơi đó rất lâu ở khoảng cách xa vô tận, con thú khổng lồ này nếu như xuất thế thì sợ còn to lớn hơn cả những dãy núi cao hợp lại với nhau. Nên biết đây là chân thân chứ không phải là pháp tướng. Nếu như nó triển khai pháp thân thì quả thực khiến người khác phải hoài nghi rằng thiên địa này có thể chứa nổi nó hay không. Liễu thần Thạch thạo lên tiếng lần nữa. Thần tàn chí tôn Liễu thần đáp, lời nói rất mơ hồ tựa như từ trên trời cao truyền xuống. Cả người của nó toát lên vẻ kỳ ảo khó tả, cứ như đang trầm tư vậy thạch hào khiếp sợ bật thành lời chuyện này đã khiến cho nó khiếp sợ rồi vì từ khi còn nhỏ nó từng được tộc trưởng thạch vân phong nói về sự cố này nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn nghe được tin đồn thậm chí còn khiến cho cường giả vượt ngoại phải thèm thuồng ví như chàng trai thần bí nắm giữ pháp bàn hỗn độn từng tới đây tìm kiếm qua mà những năm gần đây nhóm đại hồng điểu nhị ngốc tử thanh lương ương đại thẩm đã hào tổn không biết bao nhiêu tâm huyết tìm kiếm mọi ngóc ngách trong núi cao sông sâu đã có mấy lần bắt được chút tung tích nhưng sau đó lại để tuột mất thần tàn chí tôn sẽ di chuyển có thể xuyên hành bên dưới mặt đất đây là lời nói của tộc trưởng mà năm xưa nó càng may mắn hơn khi được gia nhập phòng môn phái ở khu vực bên ngoài sơn môn từng đoạt được một vài cốt thư mà những năm gần đây tiểu tây thiên cũng không ngừng tìm kiếm bảo tàng chí tôn này nhiều lần đã xác định được vị trí nhưng phút chót lại về tay không thứ này đang di chuyển hóa thành một con thần thú hồng hoang thạch hạo kinh sợ và cũng tràn đầy vẻ khó hiểu đây rốt cuộc là con thú gì đây? Bọn nó lơ lửng giữa không trung, dối mắt nhìn xuống dưới, bất kể là liễu thần hay là tiểu tháp đều che đậy khí tức của mình bởi vì chuyện này rất quan trọng. Thượng giới đang thăm dò, không ngừng xé rách hư không ở nơi đây. Ánh sáng chói mắt thỉnh thoảng sẽ xẹt qua. Nó là hung thú gì? Thạch hạo cẩn thận hỏi thăm, tính tò mò nổi lên trong lòng. Là một con rùa già to lớn và mạnh mẽ vô miên. Tiểu tháp nói, một con rùa trầm miên trong lòng đất sao? sắc mặt của thạch hạo biến đổi việc này quá kinh khủng con rùa này lớn lắm sao nó chưa từng nghe qua một con vật nào khổng lồ như vậy cả vượt qua sự tưởng tượng của con người thần tàng chí tôn được xây dựng ở trên lưng nó nó di chuyển là thần tàng di chuyển từ chỗ này tới chỗ khác chỉ cần nó thức tỉnh thì trước sau gì cũng sẽ rung động tiểu tháp nói đây là bí mật của thần tàng chí tôn sao vì sao lại di chuyển bởi vì thứ này nằm trên mai của một con rùa cũng không chắc lắm đâu liễu thần khẽ nói nhiều năm trước đây nó đã từng cảm ứng được khí tức của con rùa khổng lồ này rồi. Khi đó nó chỉ đang là một hành liễu nên cũng không dám làm bậy. Hiện nay đạo hạnh từ từ khôi phục càng ngày càng cao thâm. Khi đã hiểu nhiều bí mật hơn thì nó lại càng bình tĩnh hơn nên không có ra tay. Thần tàng chí tôn có thể là giả hả? Thạch hạo giật mình. Quả thực trong hoang dực có một tòa bảo tàng chí tôn cùng với một con rùa khổng lồ đến mức các thần cũng phải sợ hãi. Thế nhưng chưa chắc đó là những thứ chúng ta đang nhìn thấy. Theo lời của Liễu Thần nói, việc đang diễn ra có thể là giả, thậm chí con rùa kia chưa chắc là vật sống mà chỉ là một trận pháp đang được khống chế gì đó, cố ý lộ ra chút sinh cơ mà thôi. Cách lý giải kỳ lạ như thế này khiến cho Thạch Thạo cảm thấy mơ hồ, Tiểu Tháp cũng hoài nghi không tin tưởng cho lắm. Hơn phần nữa chỉ là một kế hoạch, là thứ mà vị đại nhân thời thượng cổ nào đó đã qua đời lưu lại thôi. Mục đích không phải dẫn dụ sinh linh vào trong hoang dực, mà là nhằm về trí cường của thượng giới, Nghe được lời giải thích của Liễu Thần thì Thạch Thảo kinh ngạc. Việc này cần phải do một nhân vật khủng bố như thế nào mới có thể bài trí ra bố cục như thế này chứ. Vậy mà có thể đoán trước được tương lai xa xôi mà bố trí, thực sự là đáng sợ mà. Dù là tiểu tháp sau khi nghe thấy liễu thần nói như vậy cũng phải dùng mình một cái, việc này cũng quá ác độc rồi. Khẳng định là muốn giết chết một tồn tại có lai lịch cực kỳ kinh khủng. Người kia có thể ẩn nhẫn từ thượng cổ cho tới bây giờ chỉ vì một khắc quan trọng này thôi sao? Thạch Hạo sợ hãi, nó cảm thấy sự đáng sợ đến sợn cả tóc gáy của sự tồn tại có cấp bậc như vậy. Nếu như làm địch với những người này thì cả đời đều chìm đắm trong lo sợ. Ngược lại trong lòng Thạch Hạo thấy sợ hãi, dù chưa trải qua nhưng lại cảm thấy trên người lạnh toát cả lên. Nếu không phải có liễu thần để ý, nhiều năm qua và chưa hề ra tay, chỉ yên lặng quan sát thì hơn nữa khó mà phát hiện được bí mật ở bên trong. Có thể thấy được người bày ra cái bố cục như thế này đã dụng tâm sâu tới cỡ nào. Lẽ nào là một vị cao nhân thượng cổ của hoang dực muốn đối phó tồn tại của thượng giới hả? Thạch Thảo hỏi, ở cảnh giới như nó thì chẳng biết chút gì về sự tranh đấu kia cả. Hôm nay đã nhìn thấy và nghe thấy thực sự khiến cho nó hơi run sợ, toàn bộ đều vượt qua khỏi tưởng tượng của nó. Tiểu tháp nói, Không, hơn phần nữa kế hoạch này là do tên quỷ nào đó ở thượng giới bày ra, đã làm tốt chuẩn bị ở thời thượng cổ và lắng lặng đợi chờ cho tới ngày hôm nay để phát động một thể thạch hào im lặng rồi chợt phát hiện ra tranh chấp của các nhân vật lớn ở hoang vực này chỉ có thể xem như là trò đùa của trẻ con mà thôi khó trách đám người kia có thể từ trên thượng giới cúi đầu nhìn xuống thông qua những thủ đoạn đối đầu và tâm cơ thiết lập bố cục của bọn họ thì có thể thấy được người của hạ giới chẳng là cái đinh gì cả như biết được vẻ kiên dè dạ trong lòng nó tiểu tháp nói người cũng nên suy nghĩ thử xem có năng lực bày ra bố cục như vậy thì là tồn tại cỡ nào chứ những người này sống qua vô tận năm tháng đứng vững ở đỉnh cao nếu không có thủ đoạn tâm cơ cỡ này thì có thể bò tới độ cao đó sao? Thạch Hạo gật đầu, những lời này đều là thật cả, đó chính là một số ít trong số vô tận tu sĩ bộc phát ra được tài năng của mình và sau đó cuộc khởi, tự nhiên đã trải qua vô vàng cuộc đấu tranh tàn khốc nhất rồi. Nó than thở rồi nói: <laughs> có tồn tại như vậy rồi khi đại loạn sắp diễn ra thì ta có nên nhanh chóng ẩn trốn miễn bị người ta để ý không?" Tiểu Tháp cười nhạo nói: <laughs> ngươi cũng chỉ là hạt cát mà thôi. Dù ngươi đứng trước mặt của người ta mà kêu gào la hét hàng cố, thì họ cũng chẳng thèm để ý tới ngươi đâu. Thạch Thảo không cam lòng. Muốn lọt vào mắt xanh của những người kia, tối thiểu ngươi phải trở thành tôn giả cái đã. Tiểu Tháp nói móc nó. Thạch Thảo không biết nói gì. Thần tàng chí tôn hình như muốn rời khỏi đại hoang để tới nơi khác rồi. Liễu Thần nói bọn họ yên lặng rút lui chưa hề kinh động tới con rùa khổng lồ kia sau đó bọn họ xuất hiện ngay ở thạch thôn liễu thần lại trở về vị trí cũ bóng ảnh từ từ tiến vào trong đại thụ xanh biếc kia thạch thảo lúc này ở đầu thôn đổ cả đống thứ trong túi càng khung ra ngoài khiến cho mọi người đều hoa hết cả mắt lên còn đám con nít thì nhào thẳng tới đùa nghịch lúc này cặp mắt của thạch thảo cũng sáng rực theo chăm chú đếm từng loại thần liệu này nơi đây có tới mười mấy loại bình thường không thể nào nhìn thấy những thần liệu này đây cứ như là đang mơ vậy lồng huyết thủ đỏ rực thái dương thạch lấp lánh lam hải xuyên trong suốt ống ánh tỏa ra khí từ đại dương mỗi thứ mỗi vẻ rực rỡ chói mắt an lành tràn ngập bao phủ hơn nửa thạch thung bóng lồng đã tỉnh lại thanh lương ưng đại thẩm thì bị kinh động mọi người trong thạch thung đều tụ lại có thể thấy được những thứ này trong đời quả thực là rất may mắn rồi mơ hồ có tiếng nuốt nước miếng phát ra bên trên sợi tóc của thạch hạo tiểu tháp không ngừng đung đưa rồi rơi thẳng xuống cái đống thần liệu bên dưới đã ta không đổi Thạch Hạo ngăn lại. Đúng lúc này, bên trong sợi tóc của nó, một khối đá ống ánh khác cũng gào lên. Đại ca, huynh đã cướp từ một tên thiên thần hả? Chia cho đại chút đỉnh đi. Đã thần thạch lâu nay vẫn ngủ say, nhưng hiện tại lại thức tỉnh và không ngừng gào thét. Sau đó rơi mạnh xuống mặt đất rồi lăn tròn nhằm về phía thần liệu kia. Nhưng Thạch thạo nhanh chóng đè lại. Thạch Hạo liếc nhìn tiểu tháp, nó không ngừng suy nghĩ phương pháp trao đổi có lợi nhất cho mình. Còn cái tòa cốt tháp không đấy này lại không ngừng dụ dỗ trao đổi với nó. Ngươi làm không thể, đại kiếp nạn gần tới rồi Đúng là thạch thôn cần phải bố trí lại Ta chuẩn bị khắc thêm một tòa đại trận khác nữa Vừa hay những thứ này ta đều cần cả Đột nhiên liễu thần mở miệng Mười mấy cành liễu rủ xuống Rồi cuốn lấy cái đống thần liệu này để quan sát à? Thạch hạo há miệng Tiểu tháp thì giận dữ Mơ hồ của từng luồng khí hỗn độn bốc lên Thạch hạo như hóa đá Những thứ này nếu như bị tiểu tháp cướp đi Thì cho dù liều cái mạng nhỏ của nó Cũng phải cướp lại nhưng liễu thần đã mở lời thu hồi những cái thần liệu này rồi Việc này nó không thể từ chối được Là của ta à? Tiểu tháp tràn ra từng luồng khí hỗn độn Cả thân tháp trở nên mơ hồ mờ ảo Thế nhưng lại có một loại khí thế khủng bố khuếch tán ra ngoài Liễu thần chẳng hề để ý mà cứ lặng lặng suy tư Ta đưa cho liễu thần Thạch hào thể hiện lập trường của mình Đồng thời đổ hết những cái vật liệu quý giá khác Trong túi cặn khung ra ngoài Ngươi Ổn công ta giúp ngươi Tiểu tháp nhục chí thu lại khí hỗn độn. Đó là giao dịch đó, người toàn ăn chặn của ta không mà. Có liễu thần mới thực sự là người tốt với ta nhất thôi. Thạch thảo phản bác. Tiểu tháp á khẩu không bắt bẻ lại được. Nó cảm giác đuối lý nên không nói gì nữa. Hết tập 97. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last